Theo báo cáo Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế Mỹ IIE công bố, năm học 2022-2023, Mỹ đã nhận được gần 22.000 sinh viên Việt Nam, tăng 5,7% so với năm học trước. Mặc dù chưa trở lại mức trước dịch COVID-19, đây vẫn là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam nằm trong số top 5 thế giới về số sinh viên quốc tế ở Mỹ. Có thể nói du học Mỹ là từ khóa chưa bao giờ hết hot với người Việt. Tuy nhiên, cánh cửa đến với giấc mơ Mỹ không hề dễ dàng mở ra, mà một trong những trở ngại sau cùng chính là nằm ở việc xin visa. Thủ tục xin visa phức tạp, yêu cầu khắt khe và tỷ lệ cạnh tranh cao luôn là những trở ngại lớn, khiến không ít người phải chùn bước, thậm chí là bỏ dở giấc mơ. Thấu hiểu những trăn trở đó, video này sẽ là kim chỉ nam toàn diện, giải đáp mọi thắc mắc của bạn về visa Mỹ, dù bạn đang ấp ủ dự định du học, tìm kiếm cơ hội việc làm hay mong muốn định cư lâu dài. Spyroom tin rằng bạn sẽ thu được những kiến thức cần thiết để tự tin chinh phục giấc mơ Mỹ. Trong video này, chúng mình sẽ cung cấp thông tin chi tiết lần lượt về từng loại visa, từ điều kiện, thủ tục, quy trình đến những lưu ý quan trọng và kinh nghiệm thực tế. Trước khi bắt đầu, Spyroom xin tri ân đến tiến sĩ Phạm Đức Hùng và đội ngũ tác giả của cuốn sách Bước ra thế giới, đường tới nước Mỹ. Cuốn sách cung cấp những lời khuyên thực tiễn về từng bước trong quá trình chuẩn bị và nộp đơn vào các trường đại học ở Mỹ. Và còn hơn thế nữa, sách hiện đã được Spyroom phát hành. Bạn có thể đặt hàng ngay trên mục sản phẩm dưới video hoặc tham khảo thêm ở dưới phần mô tả nhé. Và nếu các bạn đang cần tìm kiếm một group về du học toàn diện, thì cộng đồng anh em cần cù du học của AECC Global Việt Nam kết hợp cùng với Spyroom sẽ là một lựa chọn đáng để cân nhắc. Bởi trong cộng đồng, bên cạnh việc hỗ trợ và hướng dẫn từ A đến Z về quy trình chuẩn bị trước khi du học, chúng mình còn thường xuyên cập nhật thông tin chi tiết và mới nhất về các chương trình du học, đặc biệt là tại các quốc gia Anh, Úc và khu vực Bắc Mỹ. Ngoài ra, những chia sẻ và kinh nghiệm thực tế từ các cựu du học sinh và chuyên gia tư vấn cũng là đặc sản của anh em cần cù du học. Bật mí với các bạn là chuyên gia của chúng mình đều là những anh chị du học sinh đã và đang học tập tại nước ngoài. Chăm nghe thì không bằng một thấy. Hãy tham gia group ngay tại đường link trong phần mô tả của video và comment ghi ở phía bên dưới để gia nhập cộng đồng anh em du học của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, hãy cùng Spyroom đi qua bức tranh toàn cảnh về visa du học Mỹ. Có thể hiểu đơn giản, visa là giấy phép nhập cảnh bắt buộc dành cho sinh viên quốc tế muốn du học tại Mỹ. Nó đảm bảo sinh viên đáp ứng các yêu cầu về tài chính, học vấn và sức khỏe, đồng thời giúp cơ quan nhập cư quản lý về nhập cảnh và thời gian lưu trú của sinh viên tại nước này. Không có visa, sinh viên sẽ không thể nhập cảnh và theo học tại trường đại học, cao đẳng ở Mỹ. Có 3 loại visa xin học tập phổ biến tại Mỹ mà bạn cần biết là visa F1, M1 và J1. Với visa F1, loại thị thực học sinh phổ biến nhất, dành cho những bạn muốn theo học các chương trình học thuật toàn thời gian tại các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông hoặc các trường ngôn ngữ tại Mỹ. Bạn cũng sẽ cần thị thực F1 nếu khóa học của bạn có thời lượng trên 18 giờ một tuần. Khi các bạn được trường đồng ý nhận học, họ sẽ cấp cho bạn giấy E20. Để xin được visa F1, bạn cần giấy E20 và các giấy tờ cần thiết khác như ảnh, hộ chiếu. Bạn có thể dễ dàng tham khảo trang web của Đại sứ quán, Lãnh sự quán Mỹ bằng tiếng Việt. Về visa M1, dành cho những bạn muốn theo học các chương trình học nghề hoặc đào tạo thực hành tại một học viện của Hoa Kỳ, ví dụ như các khóa học kỹ thuật, dạy nghề hoặc các chương trình đào tạo ngắn hạn khác. Visa J1, dành cho những bạn đi theo chương trình trao đổi văn hóa hoặc học thuật, bao gồm cả học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, giáo sư và các chuyên gia khác. Trong video này, chúng mình sẽ tập trung vào visa F1. Ngoài việc hiểu visa F1 là gì, thì việc phỏng vấn để xin loại visa này chắc chắn cũng là một mối bận tâm của nhiều bạn. Đối với các bạn đã có học bổng hoặc được nhập học tại một ngôi trường danh tiếng, quá trình xin visa F1 sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Với những bạn còn lại, để dễ có visa, bạn nên biết nguyên tắc 10T sau đây khi bước vào buổi phỏng vấn. Tươm tất, ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề, trang điểm nhẹ. Tự tin, nói chuyện nhìn thẳng hoặc có thể nhìn vào dưới mắt người phỏng vấn. Tập luyện trước để tránh căng thẳng, bắt đầu bằng một nụ cười tươi, nói chuyện vừa đủ nghe, không lắp bắp hay lí nhí. Thành thật, không nên nói dối vì rất khó để qua mặt được nhân viên lãnh sự quán, những người đã có nhiều năm kinh nghiệm phỏng vấn người khác và việc nói dối lãnh sự quán có thể để lại hậu quả rất lớn. Tìm tòi thông tin, có đầy đủ thông tin về quá trình phỏng vấn, chuẩn bị các loại giấy tờ cần thiết để làm tăng cơ hội thành công và sự tự tin của các bạn. Sau đây là những thông tin mà nhân viên lãnh sự quán muốn tìm ở các bạn. Thứ nhất, bạn có đủ tài chính hợp pháp để trả cho chương trình học và các chi phí khác. Thứ hai, bạn có nghiêm túc muốn học và hoàn thành chương trình hay không. Thứ ba, bạn có trình độ tiếng Anh đủ tốt hay không? Và cuối cùng, bạn có ý định trở về nước sau khi hoàn thành việc học? Bạn có ý định ở lại nước Mỹ bất hợp pháp hay không? Mình xin phép chia sẻ cụ thể hơn về từng vấn đề như sau. Đầu tiên là về tài chính. Đây là con số đầu tiên mà lãnh sự quán nhìn vào. Họ thường xem xét nguồn thu nhập hàng tháng từ người bảo trợ tài chính của các bạn du học sinh để xác định xem liệu bạn có đủ khả năng chi trả các loại phí, bao gồm phí sinh hoạt, học phí để hoàn thành chương trình học này hay không.
Có một cách đơn giản để tính toán chi phí mỗi năm là các bạn có thể tìm kiếm từ khóa Cost of Attendance trên website của trường. Đa số các trường đều sẽ ghi rõ tiền người bảo trợ cho bạn cần có trong ngân hàng là bao nhiêu. Thứ hai là năng lực học tập. Để xác định điều này thì lãnh sự quán sẽ đánh giá dựa trên kết quả học tập của các bạn trong những năm cấp 3. Còn nếu bạn đi học chương trình cao học, họ sẽ xem bằng điểm ở bậc đại học. Điểm các môn học ở học bạ cấp 3 thấp là một bất lợi khá lớn. Tuy nhiên thì những trường hợp như điểm không quá tệ mà còn có kết quả tăng dần theo từng năm còn có thể chứng tỏ được rằng bạn học sinh này có sự cố gắng nhất định. Điều này có thể trở thành điểm cộng trong quá trình phỏng vấn. Nếu lãnh sự quán hỏi tại sao điểm của bạn lại không cao, bạn cần bình tĩnh và đưa ra lý lẽ cho mình. Nhưng khi kết thúc, hãy bảo họ nhìn vào kết quả tổng quát và thấy được sự phấn đấu của mình. Đó mới là vấn đề quan trọng. Bên cạnh đó, các bạn có thể làm mạnh hơn hồ sơ bằng những điểm số khác bên cạnh học bạ cấp 3, ví dụ như điểm tiếng Anh IELTS, TOEFL, SAT, v.v. Thứ ba là khả năng tiếng Anh. Nếu có thể, hãy trò chuyện với lãnh sự quán bằng tiếng Anh. Bởi vì khi sử dụng tiếng Việt trong buổi phỏng vấn có thể khiến phía lãnh sự quán nghĩ rằng bạn không đủ khả năng sử dụng tiếng Anh với người bản xứ và sẽ gặp khó khăn khi sinh sống ở Mỹ. Điều này cũng có thể là nguyên nhân khiến họ từ chối cấp visa du học cho bạn. Mình có một lời khuyên nho nhỏ cho bạn chính là hãy cố gắng luyện tập trước gương, luyện tập trước mặt người thân nếu tiếng Anh của bạn chưa thực sự tốt. Hãy cố gắng hiểu các ý của câu trả lời, chứ đừng học thuộc lòng chúng một cách máy móc. Trong trường hợp quá bí, có câu hỏi nào đó mà bạn thực sự không hiểu, hãy hỏi lãnh sự quán giải thích lại bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, cố gắng đừng lạm dụng điều này. Thứ tư là chứng minh bạn nghiêm túc với việc học. Có nhiều trường hợp du học sinh qua Mỹ đi học nhưng lại bỏ học để đi làm hoặc tìm cách kết hôn để ở lại. Cho nên, bạn cần thuyết phục lãnh sự quán là mình hoàn toàn nghiêm túc về việc học và sẽ trở về quê nhà khi hoàn thành chương trình. Một cách khác giúp bạn khẳng định mục đích đi học nghiêm túc chính là tìm hiểu kỹ về trường học và bang, thành phố mà mình sẽ sinh sống. Ví dụ, bạn có thể tìm hiểu về lịch sử của trường, các điểm mạnh trong chương trình giáo dục của trường mà bạn chọn học, sự hiện diện của các công ty lớn trong khu vực, tỷ lệ thất nghiệp của vùng, miền, thành phố đó, v.v. Sau khi đã nắm rõ các loại visa du học Mỹ, bạn sẽ tự tin hơn trong việc lựa chọn loại visa phù hợp với mục tiêu học tập của mình. Thứ hai, hãy cùng tìm hiểu về visa làm việc tại Mỹ. Trên thực tế, sinh viên quốc tế có thể làm thêm trong quá trình học tập tại Mỹ, song sẽ cần dùng một trong hai chương trình là Curricular Practical Training, CPT, tạm dịch là đào tạo thực hành theo chương trình giảng dạy, hoặc Optional Practical Training, OPT, tạm dịch là thực hành tùy chọn. Nếu bạn quan tâm về cụ thể phần này cũng như chủ đề làm thêm khi đi du học tại Mỹ, thì hãy đón đọc chi tiết hơn trong cuốn sách Bước ra thế giới, đừng tới nước Mỹ của Spyroom dưới tab video nhé. Quay trở lại với visa, thì để có thể ở lại Mỹ để đi làm hợp pháp, bạn cần có visa cho người đi làm. Ở Mỹ có chương trình visa H-1B dành cho người đi làm được công ty tài trợ. Chương trình H-1B cho phép công ty ở Mỹ tạm thời thuê người lao động nước ngoài có kiến thức chuyên môn cao, có bằng cử nhân hoặc bằng sau đại học ở một ngành chuyên biệt. Vậy visa H-1B có đặc điểm gì? Mỗi năm, số hồ sơ nộp xin visa H-1B từ các công ty luôn cao hơn hạn mức mà Sở Di trú Hoa Kỳ cho phép và con số này có xu hướng tăng lên hàng năm. Bởi vậy, số hồ sơ được phép làm đơn xin được chọn bằng hình thức quay số ngẫu nhiên, với hạn ngạch hàng năm là 65.000 cho lao động người nước ngoài có bằng đại học hoặc tương đương trở lên. Trong đó, 6.800 được sử dụng cấp trước cho người có quốc tịch Chile và Singapore do họ có hiệp định riêng với chính phủ Mỹ. Ngoài ra, có thêm 20.000 số ngoài hạn ngạch cấp cho những người có bằng Master và tốt nghiệp từ các trường ở Mỹ, MasterCard. Nếu có bằng Master hoặc PhD, bạn sẽ được quay sổ số 2 lần. Lần đầu tiên thì sẽ quay chung với các bạn có bằng cử nhân để cạnh tranh 65.000 suất hạn ngạch thường. Nếu trượt, bạn được quay lần thứ 2, cạnh tranh với 20.000 suất của MasterCard. Các trường đại học, tổ chức phi lợi nhuận liên quan và các cơ quan nghiên cứu của chính phủ không bị ép hạn ngạch. Những cơ sở này có thể nộp hồ sơ H-1B bất kể thời điểm nào trong năm mà không cần lo về giới hạn của từng năm. Nhiều người nghĩ rằng H-1B dành cho sinh viên học ở Mỹ, nhưng thực ra không phải như vậy. Nó dành cho tất cả mọi đối tượng có trình độ đại học hoặc tương đương, kể cả ở ngoài Mỹ. Nhiều người từ nước khác vẫn xin được H-1B, miễn là có công ty ở Mỹ tài trợ. Visa đi làm H-1B thường có thời hạn 3 năm và được cho phép gia hạn thêm một lần nữa, với thời hạn thường là 3 năm. Bên cạnh đó, khi đi làm với visa H-1B, các bạn có quyền thay đổi công việc và chuyển sang công ty khác. Khi đó, visa đi làm của các bạn cũng phải được chuyển theo và công ty mới sẽ bảo trợ cho các bạn. Bên phía luật sư của công ty mới cũng tư vấn rằng bạn không nên tuyên bố nghỉ việc ở công ty cũ cho đến khi việc chuyển visa đi làm đã được hoàn thành. Điều này để tránh các bạn rơi vào tình trạng visa đi làm chưa được chuyển mà các bạn đã mất việc làm. Để bạn có thể nhanh chóng rời công ty cũ và bắt đầu công việc mới, công ty mới thường sẽ sẵn sàng trả phí xử lý ưu tiên. Vì vậy, bạn nên chủ động lưu ý với công ty mới về điều này. Quá trình từ lúc đặt vấn đề chuyển việc cho đến khi hồ sơ visa đi làm H-1B được chuyển sang công ty mới mất khoảng 4 tuần, ngay cả khi được dùng phí xử lý ưu tiên.
Bạn cần lưu ý thời gian này khi chọn ngày bắt đầu làm việc ở chỗ mới. Hãy sử dụng lại những thông tin đã lưu lại từ việc làm H1B trước đó. Phần lớn yêu cầu sẽ không có gì thay đổi, ngoại trừ cần thêm công việc hiện tại vào resume. Visa H1B là một cánh cửa quan trọng để bạn có thể làm việc và sinh sống tại Mỹ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn gắn bó lâu dài với đất nước này, visa định cư sẽ là mục tiêu tiếp theo bạn cần hướng đến. Vậy thì chúng ta sẽ cần biết gì về visa nhập cư dựa trên công việc? Trong phần cuối của video, mình sẽ giới thiệu đến các bạn 5 loại visa định cư Mỹ dựa trên công việc phổ biến nhất và cả một loại visa có tên là EB2, NEW, loại visa không yêu cầu chứng nhận lao động. Trước tiên sẽ là về 5 loại visa EB. EB hay còn gọi là Employment Based, tức là nộp đơn xin nhập cư dựa trên công việc, có 5 dạng EB mà bạn cần nắm được như sau. EB1, dành cho các giáo sư hoặc người có năng lực cực kỳ nổi bật. EB2, dành cho những người có bằng cấp nâng cao, tiến sĩ có thành tích xuất sắc hoặc những người có khả năng xuất chúng. EB3, dành cho những người có chuyên môn, lao động có kỹ năng và không kỹ năng, thường là người có bằng cử nhân, làm việc trong khu vực mà nước Mỹ thiếu nhân lực, ví dụ như ngành y tá và điều dưỡng. EB4 là visa dành cho những đối tượng rất chuyên biệt liên quan đến chiến tranh, tôn giáo như người làm việc trong tôn giáo, người dịch thuật cho Mỹ trong cuộc chiến Iraq, Afghanistan, thành viên quân đội Mỹ. EB5 là dạng đầu tư rất nổi tiếng, mỗi người chỉ cần bỏ ra từ 500.000 cho đến 1 triệu đô la đầu tư vào Mỹ sẽ được nhận visa này. Như các bạn cũng thấy ở trong tên của từng loại visa EB vừa được nhắc đến, con số đi kèm và thứ hạng càng cao càng được nước Mỹ tôn trọng và ưu tiên. Vì vậy, EB1 là dạng cao cấp nhất, tất nhiên đạt được nó rất khó. Ví dụ, một tiến sĩ muốn được EB1 cần phải có 1.000 số lần trích dẫn khoa học và để chờ được 1.000 trích dẫn có khi mất từ 10 cho đến 20 năm. Trong khi đó, EB2 chỉ yêu cầu từ 50 cho đến 100 trích dẫn. Số lượng này có khi tiến sĩ vừa ra trường hoặc đi làm postdoc 2 năm là đủ. Thế nên EB1 và EB2 được cho là pro nhất. Hầu như với tất cả các dạng EB ở trên, các bạn đều cần một công ty hoặc tổ chức tài trợ và hỗ trợ nộp đơn cho bạn thông qua quá trình chuẩn bị, giấy xác nhận lao động được chấp thuận. Để có được loại giấy này, công ty thường mất rất nhiều thời gian và công sức để tuyển dụng, làm giấy tờ, chứng minh với sở di trú Hoa Kỳ và xin cho bạn visa đi làm khác nhau. Về visa EB2 NEW, trong số các loại visa EB thì EB2 NEW là một dạng visa khá đặc biệt. Cụ thể, đơn xin EB2 NEW, National Interest Waiver, được ưu tiên bỏ qua phần giấy tờ kể trên vì lợi ích quốc gia của nước Mỹ. Chính vì điểm này, người đủ điều kiện có thể tự nộp đơn xin cho chính mình, không cần thông qua hỗ trợ của công ty. Và có một lưu ý là hiện giờ visa dạng EB2 NEW đã có lựa chọn làm xử lý ưu tiên, nên trong quá trình nộp đơn xin nhập cư cho sở di trú Hoa Kỳ, bạn chỉ cần đóng thêm chừng 2.500 đô thì hồ sơ của bạn sẽ được ưu tiên xử lý nhanh hơn. Và thông thường, những tiến sĩ có trình độ và năng lực tốt có thể tự khai visa EB2 NEW. Visa định cư Mỹ dựa trên công việc mở ra cánh cửa để bạn có thể sinh sống và làm việc lâu dài tại Mỹ, tận hưởng những cơ hội và trải nghiệm mà đất nước này mang lại. Hy vọng video vừa rồi sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan và hiểu rõ hơn về các loại visa Mỹ nói chung. Hành trình chinh phục nước Mỹ không hề dễ dàng, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một chiến lược phù hợp, bạn hoàn toàn có thể thực hiện hóa giấc mơ Mỹ. Và hơn cả tấm visa, hành trình này còn là cơ hội để bạn khám phá bản thân, vượt qua giới hạn và trưởng thành hơn mỗi ngày. Dù có những lúc khó khăn, chán nản, hãy luôn nhớ về lý do bạn bắt đầu để chúng tiếp thêm cho bạn sức mạnh và bạn vững vàng tiến về phía trước. Bởi vì sau tất cả, thành công không chỉ là đích đến mà còn là cả hành trình bạn đã đi qua. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các bước chuẩn bị hồ sơ du học cũng như những kinh nghiệm thực tế từ các cựu du học sinh, cuốn sách Bước ra thế giới, Đường tới nước Mỹ của tiến sĩ Phạm Đức Hùng sẽ là người bạn đồng hành không thể thiếu. Cuốn sách không chỉ cung cấp những kiến thức chuyên môn hữu ích mà còn truyền cảm hứng và động lực để bạn vững bước trên con đường chinh phục giấc mơ du học Mỹ. Bạn có thể đặt hàng ngay trên mục sản phẩm dưới video hoặc tham khảo thêm trong phần mô tả nhé. Mình là Yoshi. Peace.